Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam trực tiếp trên kênh VTV1. Ngày hôm nay thì nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Biên tập viên Xuân Anh từ trường quay của thời tiết sẽ gửi tới quý vị khán giả một vài lưu ý khi tham gia giao thông ít phút nữa. Còn số ca mắc Covid-19 mỗi ngày tại nước ta vẫn tăng, nhưng mà số ca nặng, số ca tử vong thì lại không nhiều, nên việc sửa tiêu chí đánh giá cấp độ dịch là điều rất cần thiết. Đây sẽ là một trong số những nội dung đáng chú ý mà báo chí sáng nay đề cập, và lát nữa thì tôi sẽ cùng với quý vị khán giả điểm báo. Còn bây giờ thì biên tập viên Lan Anh tiếp tục cập nhật tin tức. Cảm ơn chị Huyền. Thống nhất việc sử dụng duy nhất một ứng dụng khai báo y tế, không để phát sinh vướng mắc gây ùn tắc hành khách tại sân bay.